hãng hả? Không biết, hôm qua nó là đang có thứ hạng gì đó. Nhưng top 1 thì mới nhiễm. Và có ai chưa? Có mạng không vậy? Rồi, có mạng được các bạn ơi. Chúc mừng tất cả. Từ từ khoan cái đại lộ. Mọi người ơi. Chưa. Mọi người ơi, có coi live livestream mọi người ơi. Có hai đồng ca mà đi. Mọi người ơi. Tí mình đồng ca bài này đi. Mọi người có thể mở lên app coi lời bài hát. Chưa đông chưa, 400 người. 402 rồi. Mọi người ơi, giúp có livestream mọi người ơi. Mọi người ơi. Tôi là suy bất ngờ quá. Hát tim. Chờ chút cho mọi người vô này. Trong live stream YouTube cho nó nhiều view. Ủa YouTube livestream được hả? Lưu lại luôn. Cao quay like bằng YouTube đi. Cao quay nào trời. Araka. Mọi người ơi. Mọi người đang ở đâu đấy? Kêu cái gì mà chị hỏi kêu dữ vậy? Anh chắc đang vân vây nơi có tiếng yêu mới đến. Mọi người ơi. Sao đây, xin được tuyên bố. Lan ơi cầm máy em. Nhỏ đang móc lắm. Xin được. Cảm ơn mọi người đã mặt ở đây. Cùng nhau đi qua một chặng đường dài. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc cái đó đi chị. Chúc mừng tất cả chúng ta. Chúc mừng Adonda. Ôm khóc, có gì đâu mà phải khóc. Anh ta đứng đây rồi. Sao, coi đây đang đứng mà còn tất cả mọi người. Đây này, đây góc này nè. Sao phải khóc? Tháng 9 năm 2018 chúng ta gặp nhau. Ngày 16 tiếng top 1 trending cũng như là số 1 trên Zing chat và Zing video chưa có dấu hiệu suy giảm. Và ngày hôm nay thì chúng tôi ở đây kỷ niệm ngày này thanh xuân của tất cả chúng tôi. Xin được quý vị, đây là ekip của Adoda, những con người đã làm nên thành công của Adoda. Xin giới thiệu đầu tiên, đạo diễn Kawaii. Yeah, xin chào các bạn. Rồi, các bạn nói gì không? Mình thật sự rất vui và hạnh phúc vì được làm việc với chị Giang. Và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và chị Giang trong phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6. Vâng, và đây là đạo diễn Kawaii. Còn bên cạnh đây xin giới thiệu đại diện từ Dinh. Với biệt danh là Ngọc Dinh. Có vía tốt, đồng và bài nào là bài để hát. Mọi người nhớ nghe đọc bài hát độc quyền. Anh đang ở đâu đấy anh? Độc quyền trên Dinh Viva. Đang top 1. Bên cạnh là Script
writer, người viết kịch bản đình đám của rất nhiều MV. Lý Phương Châu. Chị mà. Minh Châu, vâng, cô rất là tài năng, viết rất nhiều kịch bản, thưa quý vị. Cho, mỗi một cho lần lên bạc, cho lên bạc. Mỗi lần đâu, Châu đâu? Mỗi một lần mà viết là sửa lại rất ít, vâng. Đâu, đâu đó khoảng một tháng để sửa. Và bên cạnh nam thần vai phụ. Xuất hiện tí ít nhưng để lại trong lòng mọi người, em ơi, chia thẳng mặt bạn đi. Để lại trong lòng mọi người đầy những căm phẫn và là đều già. Mọi người có muốn phần 2 cũng sẽ quay lại không? Có nên sử dụng vùng để trả thù không, Hân, hoặc không mọi người? Xin chào mọi người. Đẹp quá chị ơi, khi nào về anh? Vâng, bên cạnh đây, một nhân vật được ta không được ta. Anh Long, tài xế. Lái xe, thưa quý vị, lái xe 8 vòng quanh Đà Lạt. Đúng rồi. Chở ekip và đảo cổ cũng như là để quay cảnh đua xe. Đua xe ác. Đây anh Long, tài xế của Hương Giang. Lái 3 ngày 3 đêm sảng van sảng khừ. Còn đây Hồ Cun, stylist của MV. Đây ạ, à, rất nhiều lông lai phát cho mọi người. Trời ơi chị ơi. Đây ạ. Ok, chỗ được kìa. Lai phát nhiều lông mọi người ơi. Còn đây ạ, à, make up Lý Trung. 18 tuổi. Da 18 mặt, tuổi. Da mặt như da trâu, vâng ạ. Da mặt như đứa em bé. Đây, rất trắng à, xinh ạ. À. Cắt tóc đây chưa có người yêu mọi người ơi. Và đây, tác giả của chúng ta, Andy Trần. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chỉ muốn nói là mong là bài hát sẽ luôn giữ với phong độ như là số ký tăng của em vậy, nó vẫn cứ tăng đều, không có dấu hiệu suy giảm. Thưa quý vị, số lượng nghệ sĩ đặt bài của Andy đã đến tháng 8 năm sau. Và giải rác mỗi tháng 3 bài. Không có. Vậy thì mà cái mật độ mà chuyên tâm của nó thì liệu có cao không? Vâng ạ, à, bây giờ là Kawa, Andy và sẽ thành một cặp bài trùng. Người viết, người quay, thưa quý vị. Và đây, Raikan, người quản lý kênh YouTube. Rất vất vả, một ngày thay thumbnail 9 lần. Đổi 9 lần thumbnail, khiến cho lượng dislike tăng đột biến. Trước đó chưa đến 1.000 dislike, nhưng từ ngày Raikan đổi thumbnail thì tăng lên 4.000 dislike. Thưa quý vị, và đây, producer của ekip Quang Nguyễn, chuyên set up cảnh quay, anh nhầm. Thiết kế chị ơi. Thiết kế. Em tự nói đi. Thì em không biết nói gì hết mà đang đợi làm phần 2 thôi. Đợi làm phần 2 thôi quý vị. Thưa quý vị, và đây ạ, DOP đẹp trai nhất Hà Nội. Nhất Việt Nam. Wow. Xoái ca, vì anh là xoái ca. Chơi là chơi hết. Nào nói đi em. Em nhân dịp được lên TV thì em cũng cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước. Chết. Cảm ơn Alien và cảm ơn chị Hương Giang. DOP rất chăm chỉ thưa quý vị. Vâng ạ, ekip của chúng tôi hàng trăm con người, nhưng mà hôm nay vẫn đang thiếu với rất là nhiều người. Chưa có ở đây, ví dụ như photo Quốc Lê đang trên đường chạy qua vì bị cúp điện. Make up Diễm, diễn viên Diễm này, Jack Su đang ở bên Thái. Hiếu Lê Minh Hiếu Studio. À, mọi người ơi, mọi người có biết là vì sao mà hôm nay chỉ có Hùng và Giang không ạ? Bởi vì Jack và Diễm đang đi với nhau. Hân và Jack đang đi với nhau. Oh my god. Tại sao? Đấy. Đúng giọng không ạ? Đây mọi người thấy đúng không? Đâu có Hân với Jack đâu, bởi vì họ đang lên ngoại tình. Đang đi làm cô dê chú dẩu rồi mọi người ơi. Và để có thành công ngày hôm nay thì cũng không thể không cảm ơn tất cả sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và để cảm ơn quý vị thì chúng tôi sẽ cùng hát vang điệp khúc của bài hát. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ để cho Adoda. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ để cho Adoda có thể ở trên top trending được đến ngày hôm nay là hơn 96 tiếng rồi. Và
rất là nhiều người nghe xem và ủng hộ ạ. Bài hit đầu tiên chỉ đã đăng là 17 triệu lượt nghe trên Zing. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Tất cả đã sẵn sàng. 1, 2, 3. Anh đang ở đâu đấy anh? Có hai người em này. Anh chắc đang bận vơi nơi có tin yêu mới nên. Anh đâu nào để ý anh đang ở đâu? Có trở về không hay? Là em muốn đời này nhìn anh ra đi. Mưa ngoài trời trắng xóa như là nỗi buồn. Cảm ơn trong em. Vâng ạ, à, xin giới thiệu dòng nam của MV ạ. À. Là dòng nam, à dòng nam của bài hát đây ạ. À. Chính là dòng của DOP. À đây, dòng nam có trong bài hát đây ạ. À. Hát luôn đi. Dòng em có trong bài hát. Hát đi. Em hát mà. Đó. Mọi người ơi. Bây giờ nó mới hiểu. Hai ba. Anh đang ở đâu đây? Chắc đang bận vơi nơi có tiếng yêu mời nên anh đâu nào để ý. Mưa ngoài mưa như nỗi buồn trong em. Vâng ạ, tại sao? Rồi. Vậy thôi, tạm biệt tất cả quý vị, bọn mình sẽ tập trung lại ăn và chuẩn bị chơi ma sói. Ekip sẽ chơi ma sói trên đường đợi photo Quốc Lê này, mấy các tin Nguyễn qua này, Lê Minh Hiếu qua này. Còn Jack với cả Hân đang đi Nam Phi, mọi người lên Facebook coi có đúng không? Jack và Hân đang đi Nam Phi chơi, mọi người lên Facebook chơi coi đúng không? Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều, một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả nhé. 1, 2, 3. Cảm ơn quý vị khán giả.